Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Santa Fe thì nó có đến 6 phiên bản cơ. Phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu, mỗi phiên bản nó chia ra làm 3 phiên bản. Thì ở chiếc xe hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu quý bạn nhé. Riêng ở máy dầu cũng được chia làm 3 phiên bản: phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp nhất. Thì hôm nay chiếc xe mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây là một chiếc xe Hyundai Santa Fe ở cái phiên bản cao cấp nhất quý vị bạn nhé, và máy dầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đã chạy được hơn 4 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 160 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì rất là nhanh chóng và đơn giản thôi. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản cao cấp nhất thì chiếc xe này đã được trang bị là full đồ rồi quý bạn nhá. Ở cái phiên bản cao cấp nhất này là hơn cái phiên bản đặc biệt ở cái chỗ là ghế chỉnh điện và có nhớ ghế này, và có sấy ghế và thông ghế nóng lạnh quý bạn nhé, và có cả head up display tức là hiển thị tốc độ trên kính lái, camera sườn, cảnh báo vượt trên gương. Tức là cái phiên bản cao cấp này thì là phiên bản đầy đủ đồ nhất rồi quý vị bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2020 phiên bản cao cấp này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc Hyundai Santa Fe này ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp máy dầu 2020 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe Hyundai Santa Fe bản cao cấp máy dầu 2020 này quý vị các bạn nhé. Trước tiên thì quý vị các bạn xem về cái phần nước sơn cũng như là về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe. Về cái phần option của chiếc xe thì đây là cái phiên bản cao cấp nhất rồi, đầy đủ đồ nhất rồi. Thì lát nữa thì tôi sẽ quay đến đâu, giới thiệu đến đâu thì tôi sẽ giới thiệu về cái option đến đấy quý vị các bạn nhé. Bây giờ thì quý vị các bạn xem về cái phần nước sơn đấy ạ. Đấy, nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều quý vị bạn nhé.
Chiếc xe này mới lăn bánh từ năm 2020, tính ra là bây giờ mới là hơn 2 năm thôi, với hơn 4 vạn km quý vị bạn nha. Rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Màu đen, nước sơn rất là bóng. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về, chúng tôi cũng đã đánh bóng và dọn dẹp đầy đủ bên ngoài đi rồi quý bạn nha. Đánh đá bóng bên ngoài và dọn dẹp bên trong, cả nội thất và cả máy ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Ở cái phiên bản cao cấp này thì option đã là đầy đủ nhất rồi. Và nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon đấy, với hai bên, mỗi bên là một cặp đèn pha bi xenon rất là sáng. Phía bên dưới là cụm đèn gầm, đều rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, từ cặp đèn pha này đều rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm hay là xước sát gì cả, còn rất là đẹp ạ. Cụm đèn gầm cũng vậy ạ. Phía bên trên là từ mặt ca lăng cho đến lưới tản nhiệt đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Phiên bản này thì đầy đủ cho nên là đã được trang bị cả cảm biến trước rồi các bạn ạ. Đây là có cả cảm biến trước này, cảm biến trước, cảm biến sau, hay còn gọi là cảm biến quanh xe rồi các bạn nhé. Và gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương và có cả tích hợp camera sườn luôn đấy ạ. Camera sườn để hỗ trợ đỗ đấy ạ, rất là đẹp luôn. Và option thì đấy. Chiếc xe này thì cũng đã được trang bị thêm cả cái bậc cửa rồi quý bạn nhé. Bậc cửa này và la răng đúc rất là đẹp. Và cái cụm lốp, cái dàn lốp theo xe này còn nguyên quý bạn ạ. Đấy, dàn lốp theo xe. Đây là dàn lốp là 2020 quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 với dàn lốp cũng là 2020 luôn ạ. Và la răng chưa có xước sát gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, la răng còn rất là mới này. Cả cái dàn lốp này cũng còn rất là mới luôn quý bạn ạ. Dàn lốp là 2020 này. Đấy, dàn lốp 2020 và còn rất là dày quý bạn nhá, vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi. Lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ quý các bạn ạ. Đây, lốp sơ cua rất mới luôn ạ. Lốp sơ cua còn chưa hạ quý các bạn nhá. Đấy, cái dàn lốp đây, đây là cái lốp sau quý các bạn ạ. Đều 2020 luôn quý bạn nhé. Cả dàn lốp nguyên bản theo xe. Đấy, dàn lốp nguyên bản theo xe còn rất mới và rất là dày, với la răng còn chưa có xước sát gì cả quý vị các bạn ạ. Phải nói là một chiếc xe mới chạy hơn 2 năm với hơn 4 vạn km còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, la răng chưa xước và lốp nguyên bản theo xe còn rất là dày này. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, đèn nổ start tốt đấy ạ. Bấm tay để mở cửa này. Nhìn về cái phần bên ngoài này cũng chưa có bị xước sát gì cả quý vị bạn nhé. Và tiếp theo thì quý bạn xem về cái phần ba đờ sốc sau, toàn bộ về cái phần sau của chiếc xe quý vị bạn ạ. Từ cái cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu này cũng là đèn led rồi và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Cụm đèn hậu này rất là mới luôn ạ, chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị là đuôi gió này, đèn phanh trên cao đầy đủ rồi. Nhìn về phía đằng sau này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi. Đấy, cảm biến lùi, camera lùi quý vị bạn nhé, camera lùi rồi. Đấy, và đây là cái phiên bản máy dầu, bản cao cấp thì xe cũng đã được trang bị động cơ 2.2, động cơ diesel 2.2 kết hợp với hộp số tự động và hệ thống truyền lực là hatchback quý bạn nhé. Hệ thống truyền lực hatchback của Santa Fe này tức là chuyển động bằng 4 bánh toàn thời gian quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp cho một chiếc xe Hyundai Santa Fe 2020 quý vị và các bạn nhé. Đấy, nhìn lại trước khi tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của chiếc xe thì mời quý vị và các bạn xem lại về cái phần ngoại thất bên ngoài quý vị và các bạn nhé. Đây là cái sườn bên phụ này, sườn bên phụ cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này cho quý vị và các bạn cùng xem về cái táp bi cánh cửa. Đây là cái táp bi cánh cửa trước bên lái từ những cái phần keo chỉ còn nguyên bản đây quý bạn này. Keo chỉ nguyên bản quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết luôn quý vị các bạn ạ. Táp bi rất là đẹp. Ở cái phiên bản cao cấp này thì nó khác với phiên bản tiêu chuẩn và khác với phiên bản đặc biệt, đó là ghế chỉnh điện nhưng có thêm
nhớ ghế các bạn nhé, nhớ ghế và thông ghế nóng lạnh. Nó khác cái điểm này là khác ở cái điểm của những chiếc xe ở phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn đấy ạ. Có sấy ghế, đây là cái phần sấy ghế thì là ở cái phiên bản cao cấp cũng có, à phiên bản đặc biệt cũng có, nhưng phần thông ghế nóng lạnh như này, thông ghế nóng lạnh thì ở cái phiên bản cao cấp này mới có được quý vị bạn ạ. Đấy, và có cả cửa nóc này, cửa sổ toàn cảnh panorama, nội thất ghế da cao cấp hai màu, màu nâu và màu đen, ghế lái chỉnh điện quý vị các bạn nhé. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây thưa với quý vị và các bạn. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, sản xuất và lắp ráp bởi công ty Hyundai Việt Nam. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi, toàn bộ rất là đẹp luôn đấy ạ. Và phanh tay thì bây giờ đã là được trang bị là phanh tay điện tử với phanh tay là auto hold, tức là auto hết ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Cánh cửa phía sau bên lái từ những cái phần keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết, ốc bản lề, cánh cửa này cũng còn nguyên luôn quý vị và các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Ở cái táp bi cánh cửa phía sau này thì xe cũng đã được trang bị cả cái rèm chống nắng này. Đấy, đây là cái rèm chống nắng mà Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe này rồi. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option cũng như là về cái phần táp lô táp bi đồng hồ của chiếc xe. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi lại phải bật cái khóa này lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần điện đã. Đấy, có phần nhớ ghế, khi bật cái là ghế nó tự động nó đẩy lên quý vị bạn nhé. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây, chiếc xe đã lăn bánh được hơn 4 vạn rồi quý vị bạn nhé. Đấy, hơn 4 vạn km. Và ở cái phiên bản cao cấp này thì quý bạn xem này, đằng trước nó có hiển thị tốc độ trên kính lái đây quý bạn này. Đấy, hiển thị tốc độ trên kính lái đây quý bạn nhé. Không biết là quý vị các bạn có nhìn rõ không ạ? Đấy, hiển thị tốc độ trên kính lái nhé, ở cái phiên bản cao cấp này mới có thôi. Đấy, và xe cũng đã được trang bị màn hình trung tâm 8.5 inch. Đấy, 8.5 inch với bản đồ dẫn đường đầy đủ rồi quý vị các bạn ạ. Và điều hòa tự động hai vùng độc lập, khóa thông minh, đè nổ start top và sạc điện thoại không dây quý bạn nhé. Đây, sạc điện thoại không dây đây quý bạn này. Tôi sẽ quay sát lại để cho quý bạn cùng xem này. Sạc điện thoại không dây này, sấy ghế này, sấy vô lăng này, thông ghế nóng lạnh quý vị bạn nha. Đấy, sấy ghế, thấy sấy vô lăng, thông ghế nóng lạnh. Và đặc biệt là có cái phần camera sườn đấy quý vị bạn này. Đấy, camera sườn này là hỗ trợ đỗ quý vị bạn nhé. Đây, camera sườn này. Khi mà chúng ta đang hỗ trợ đỗ thì là sẽ bật cái camera sườn này lên thì nó sẽ hiển thị trên cái màn hình này. Như bây giờ tôi đang không để số D cho nên là nó không hiển thị camera đâu ạ. Đấy, và vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, kiểm soát hành trình, ga tự động hay còn gọi là cruise control đấy ạ. Đấy, đầy đủ hết luôn quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Phía bên trên này là cửa nóc này và cửa sổ toàn cảnh panorama, ngồi đằng sau này nhìn thì rất là đẹp. Ghế bên phụ cũng là ghế chỉnh điện luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ghế bên phụ này chỉnh điện này, hàng ghế cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Đấy, và đặc biệt là túi khí thì quanh xe quý vị bạn ạ. Đấy, túi khí ở tận đằng sau này cũng có này. Đấy, đầy đủ hết luôn quý vị các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe Santa Fe cũng có thể xếp vào cái dòng xe cao cấp của mẫu xe xứ Hàn này đấy quý vị bạn ạ. Ở cái phiên bản cao cấp này thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe này là một cái cốp điện quý bạn nhé. Cốp điện có thể điều khiển từ xa này. Đấy, xe cũng đã được trang bị cốp điện rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp điện đây ạ. Cái từ những cái ốc cốp sau này, ốc cốp sau này còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đến những cái phần keo chỉ của cốp sau cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới luôn ạ. Và còn nguyên bản này, ốc cốp sau này còn nguyên hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, còn nguyên luôn quý vị các bạn ạ. Và đằng sau này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chủ xe cũng đã lót sàn 5D cả cái phần cốp sau này rồi quý bạn ạ, cho nên là rất sạch luôn.
bên dưới này rất sạch và rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, chủ xe cũng rất là cẩn thận. Và xe cũng đã được trang bị cái hàng ghế sau này là ghế chỉnh điện đây quý bạn này. Chỉnh điện này, dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, có cả dàn điều hòa. Ở cái phiên bản cao cấp này thì xe cũng đã được trang bị dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau quý vị các bạn nhé. Và trần là trần màu đen da lộn này, cửa sổ nóc này, cửa sổ panorama rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cái phần cốp sau tất cả là còn rất là mới, lớp sơ cua chưa hạ cho nên là đồ nghề cũng còn nguyên ạ. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ toàn bộ những cái phần keo chỉ cũng còn nguyên bản hết này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên. Táp bi cánh cửa này còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Táp bi rất là mới này và cũng đã được trang bị là rèm che nắng này. Hai cánh cửa phía sau này thì đều được trang bị là rèm che nắng này. Đấy. Và nội thất phía sau đây thưa với quý vị các bạn, từ phần bên trên này, bên trên là bên trần da lộn này, rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, phía bên dưới là nội thất ghế da cao cấp màu nâu kết hợp với màu đen rất là đẹp này. Ghế này, ghế phụ cũng được là gập điện luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, ghế đằng sau này cũng được gập điện luôn rồi, rất là tiện quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng được là bấm tay để mở cửa từ cái cánh cửa này quý bạn nhé, quá thông minh. Keo chỉ cánh cửa là còn nguyên hết này. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên. Táp bi rất mới, rất là đẹp, kết hợp từ những cái vân gỗ này cho đến những phần da và phần nhựa đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy. Chủ xe cũng đã ốp cả những cái bậc cửa để chống trước đây rồi quý vị các bạn nha. Và thảm lót sàn là 5D đầy đủ rồi. Ghế phụ cũng là ghế chỉnh điện quý vị các bạn nha. Toàn bộ hệ thống ghế của chiếc xe đều được là trang bị là ghế chỉnh điện. Ốc bản lề cánh cửa phía sau cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, từ táp lô cho đến táp bi đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nha. Đấy, vô lăng, cần số đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái phần vô lăng chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị các bạn xem về những cái phần vô lăng, cần số đến lốp quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe Hyundai Santa Fe 2020 mới lăn bánh được hơn 4 vạn thôi. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe 2020 ở cái bản cao cấp này là một cái khối động cơ diesel 2.2 lít quý vị các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động và hệ thống truyền động là H-Track quý vị các bạn nhé. Hệ thống truyền động H-Track này là chuyển động bằng 4 bánh toàn thời gian quý vị các bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ cho quý vị các bạn xem là cái ốc cabo này còn nguyên này. Ốc cabo còn nguyên đến keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc cabo còn nguyên hết luôn quý vị các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì đâu ạ. Và đây là cái ốc động cơ quý bạn nhé, từ ốc chân máy này, ốc chân máy cũng còn nguyên này. Tất cả là còn nguyên bản này, cho đến ốc mặt máy này còn nguyên hết luôn quý bạn ạ. Đấy, toàn bộ những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi quý vị các bạn nhé. Động cơ CRDI 2.2 lít động cơ diesel đấy ạ. Đấy, toàn bộ những con ốc ở trong cái mặt máy này là còn nguyên hết này. Đấy, vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 4 vạn thôi cho nên là còn nguyên là cái điều đương nhiên rồi quý vị các bạn nhé. Đấy là cái phần động cơ của chiếc xe, rất là mới, rất là đẹp luôn. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi. Và đây là cái tấm chắn nóng của cabo, thưa với quý vị và các bạn cũng rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Tấm chắn nóng của cabo đấy ạ.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2020 phiên bản cao cấp máy dầu quý vị và các bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 160 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc Hyundai Santa Fe này của chúng tôi thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.